vá một cách rất là tạm bợ bởi những cái cây tre nè, những cái đồ mà chắc có lẽ là chú nhặt được từ khắp nơi, như là những cái miếng bạc hay là những cái miếng như thế này. Nãy giờ cho con biết á, vì sao chú lại chọn cuộc sống gầm cầu dưới này không? Thì không có đất, không có cát, không có nhà, không cỡ cho nên rồi thì người ta túc dưới ra cầu rồi hỏi đỏ chứ sao. Tôi coi được người ta hai con, vợ lấy người ta. Vợ theo người ta? Lấy người ta sáng ngày nè. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị một hoàn cảnh sống dưới một cái gầm cầu rất là to như thế này. Có nhiều cách khác nhau người ta có thể chọn gầm cầu làm nơi sinh sống cho gia đình của mình. Những người vô gia cư không có nhà chọn gầm cầu làm nơi tá túc sau những ngày tháng nhặt phế liệu chẳng hạn. Những người lang thang cơ nhỡ không có đất ở thì cũng chọn cuộc sống gầm cầu làm nơi trú mưa trú nắng cho mình. Tuy nhiên hoàn cảnh mà Bùi Hồ muốn giới thiệu hôm nay nó trớ trêu hơn. Chú này chọn cuộc sống gầm cầu vì buồn người vợ của mình. Người vợ của mình đi theo một tình nhân mới và từ đó thì chú ra đi, chọn nơi này làm cái nơi trú mưa trú nắng cho mình khoảng thời gian còn lại. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Nói là một cái ngôi sống ở dưới gầm cầu nhưng mà chú chia ở dưới đây một cái giường thôi cô bác quý anh chị, và được chắp vá một cách rất là tạm bợ bởi những cái cây tre nè, những cái đồ mà chắc có lẽ là chú nhặt được từ khắp nơi, như là những cái miếng bạc hay là những cái miếng như thế này. Dạ con chào chú. Con được bạn con giới thiệu hôm nay đến đây gặp chú á. Dạ, cho con đeo cái mic vô để cho nó thu âm rõ hơn tí ha chú ha. Dạ, tình cờ thì con về đây gặp được chú ở đây. Chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi rồi. 58 tuổi. Chú sống ở đây có một mình hả chú? Không có một mình. Chú tên gì? Tên Tình Cải. Tình Cải. Dạ. Con thấy là trên phần trán của chú giá nhó. Chú bệnh hay sao? Chú có thờ ông già và ông mẹ nè. Dạ. Thờ ba mẹ trong này hả? Dạ. Ô trời. Thờ ba mẹ ở bên đây, ngủ một bên. Cái màn này là cái mùng này là chú mua hay sao? Mùng này cho. Cho hả? Con thấy nó cũ quá trời luôn á. Cũ. Chú Cải 58. 58 tuổi. Nhưng mà sao con thấy cái tuổi của chú so với cái gương mặt của chú thì nó chú hơi già hơn so với số tuổi của mình. Đúng không chú? Đúng rồi. Dạ, chú có thể cho con biết á, vì sao chú lại chọn cuộc sống gầm cầu dưới này không? Thì không có đất, không có cát, không có nhà, không cỡ cho nên rồi thì người ta túc dưới ra cầu rồi hỏi đỏ chứ sao. Rồi đã đang đi bán số, sống hàng ngày vậy. Chú đang bán số? Bán số, bán trong này còn 6 vé nè. 6 vé? Sao giờ này chú về chú nghỉ? Nghỉ chưa? Nghỉ trưa, chú đi bán tiếp. Chú đi bán tiếp. Trước đây chú có gia đình không chú trai? Trước có gia đình, trước có gia đình người ta hai con, vợ lấy người ta. Vợ theo người nó ta? Lấy người ta sát nhà vậy nè. Sát nhà luôn? Sát nhà, sát chân luôn. Rồi con. Nó có lãnh nhà tiên cư ở dưới trung tâm dưới á. Giờ nó lấy luôn, lấy thằng đó sát nhà nó còn ở dưới. Chú sống ở đây được bao lâu rồi? Sống đây được 3 năm. Dưới gầm cầu này được 3 năm. Vợ của chú đi theo người mới là cũng 3 năm rồi. Theo người ta 7 năm, 7 năm rồi. 7-8 năm. Lúc đó tôi đi rồi tôi ở dưới nhà cầu, ở dưới buôn lớn dưới á. Dạ. Ở dưới hết mấy năm rồi, dùng cũng bến đò Mười Đẩu. Rồi đậu ở 2-3 năm mới qua đây rồi. Bến đò Mười Đẩu là chú ở chỗ nào? Ở dưới nhà của người ta mà nhà ta sập hết trơn rồi. Cái đầu nhà của người ta đi một lần, người ta bỏ nhà không vậy đó. Ở nhà vắng ha. Ừ. Cái đầu nhà người ta sống lỏng rồi. Sao chú, hai đứa con của chú là lớn chưa? Lớn. Bao nhiêu tuổi chú? Lớn 28 tuổi, nhỏ 26 rồi. Sao chú không theo con mình sống? Hai không được. Nói nó đâu nghe đâu. Vậy hả? Dạ, nó thấy mình nghèo, nói nó đâu nghe. Nói nó cự nợ nộ mới khỏi người ta. Con của chú biết chú sống đây không? Biết mà nó đâu có thăm đâu. Vậy hả chú? Nói nó thăm đi thăm, nó cự, nó nghèo khổ tiền đâu đi thăm. Rồi nói gì thôi, quỷ nói luôn. Hai đứa con trai hả? Trai
Vợ của chú là năm nay là bao nhiêu? Năm nay là nó mới có 56 tuổi rồi. Nhỏ hơn chú 2 tuổi. Nhỏ hơn 2 tuổi. Cơ duyên làm sao mà chú nói là chú với vợ của chú chia tay á, là do vợ của chú đi theo người mới. Đúng rồi. Chú có thể thuật lại cái câu chuyện đó cho con nghe được không? Thì cũng như hồi lần đó tôi cũng đi bán số rồi tôi về. Bán số hết rồi tôi về nhà. Về nhà tôi nằm trên cái võng á. Tôi đang có cái dù tiếng trắng đen ngoài á. Tôi mới nằm tôi hát đi. Dù cái giấc đó là khoảng chừng cỡ 6 giờ mấy gần 7 giờ rồi. 7 giờ chiều nghe. 7 giờ chiều á, dù quay ngăn tôi mới bắt đáy, tôi bước ra một nhà tôi đáy đi. Tôi cũng đáy mày hè, tôi mới sờ qua cái hè của con đó đó. Xong tôi đáy, mà chưa đáy nữa. Thế là tôi nghe trong nhà đó đó, nó xù xì. Thì tôi mới tò mò, tôi nghe lỗ tai tôi nghe vậy nè. Rồi tôi nghe tiếng vợ tôi đi dòm vô, thấy vợ tôi dưới đó cho mừng. Tôi vô nhà vô cũng được, bị nhà nó cởi sạc, cởi chút nó đâm cứng nhắc à. Thì tôi mới ngộn ngoài, tôi mới dình. Tôi dình đâu, mới dình cả thứ tiếng hồ, vợ tôi mới mở cửa sau, nó mới chung ra, tôi mới bắt dính. Dính thì tôi mới lâu vợ tôi về nhà, thế tôi mới la vợ tôi, mới kêu nó qua bên. Thì lúc đó tôi mới nóng, tôi nóng vô cái thầy, tôi nói đụng mẹ, ông đâu đó đầu thảo giống gì chưa dám qua bên mày nữa mày kêu. Tôi nói cái vợ tôi nó làm thinh mà hai tay vợ tôi nó xạ nó rung vậy. Nó rung mà nó nói mà không có, nó thì mẹ không ngỡ không. Tôi nói mẹ không mẹ nói thì mẹ không ngỡ, tôi cho mày con gà nè. Tôi đưa nhau cho mày giấy, mày thầy nè, nó không chịu. Con chính thờ, vợ luôn. Tôi thấy vậy thôi, còn cái hai đứa nó ở với nhau, thế tôi bỏ luôn cho hai đứa nó. Rồi sớm người ta cự tôi. Tôi nói, giờ tôi ngu, tôi không có gì kia, không đâm kia, cứ hơi đâm kia ở tù không. Tôi sống ngoài mẹ rồi, với nó mẹ. Mình vô tù, mình nở, nhỏ nó đâu thương mình đâu. Vậy là lần lẽ bỏ ra đi luôn. Bỏ đi luôn. Là sau cái vụ việc đó là chú với lại vợ của mình là có còn sống chung ngày nào nữa không? Hay là đi từ ngày đó đi luôn? Đi luôn. Chú bỏ đi luôn. Sáng bữa sáng mới đi. Chú không đánh vợ chú bạc tay nào hết luôn? Không có đánh vợ nào hết. Chú dặn là chữ phải tiếng vào thôi. Tại sao chú không dành lại? Dành gì đánh ta thương, nhau. Dành nó đâu có ở mình đâu mà dành. À anh thấy nhau thương nhau rồi dễ gì. Khi mà chia tay đến thời điểm này thì vợ của chú sống hạnh phúc với người kia luôn. Sống người kia luôn. Bây giờ hai đứa cắt nhà cắt mốt với dưới đợi chú. Sao tại sao chú không chọn một cái cuộc sống cho mình tốt hơn? Vì đâu biết đâu khi chọn cuộc sống tốt hơn thì vợ của chú sẽ thấy được rằng bỏ chú là một điều sai lầm. Ví dụ như chú cố gắng chú làm chú có thể được một cái nhà mới hay như thế nào đó. Dán làm lắm chứ mà nhà không có tiền. Anh dán mình kiếm tiền nữa, cắt cái nhà ở mà mình không có tiền. Nó bán số dư được đâu chịu ngoài gì cái bệnh là một mấy ngày, bệnh rồi thổ tháng trời những cái túi uống tu vô nó bị hết tiền. Hết tiền rồi mới hết bệnh. Rồi đi làm tiếp. Ngày chú ra đi thì chú cầm bao nhiêu tiền trong người? Lúc bước cẳng về đi đâu có bệnh. Không có tiền vậy mới là đại lý, xin nghĩ đại lý lấy số thiếu á, bán kiếm tiền sống. Đại lý thấy mình sống đàng hoàng người ta cho mình lấy. Tới giờ cũng lấy thiếu không có tiền mặt đâu. Bây giờ có thường gặp lại vợ chú không? Không có thường gặp. Rồi à, vợ chú chắc biết chú sống ở đây hả? Biết. Có khi nào chú tủi thân không? Thế mình buồn lâu quá cũng hết buồn. Qua thôi. Giờ mình lo thân mình cho anh chắc ăn đi. Trong lúc mà cơn ghen tuông á thì khó có người mà kiềm lòng được giống như chú. Tại vì người vợ của mình sống mấy chục năm mà vô dành là mà chú lại lặng lẽ im đi luôn. Tôi giận cũng giống như người ta, giận mau lắm. Tôi giận tôi hùng lên cái người ta giận à. Nó mới tiêu xuống đâu đợi nằm tiêu quần. Bởi hình ra tôi muốn giàu cũng đâu được. Còn mấy người mà dặn dai đó cũng hay lắm, không được.
Dạ, chú ở đây chú ăn uống sinh hoạt sao? Chú cơm ăn đây nè. Chú biết ăn như vậy nè. Đây là cơm, nước tương, nước mắm. Rất là cơm, cậu này đầu mua hai nhỏ thịt nè. Ngon trời. Hầm với đu đủ. Núi đường ngọt ngọt nằm đây luôn. Núi ngọt nằm đây luôn nè. Rồi bên kia là nồi cơm hả? Bên này nồi cơm nè. À, còn bên kia nữa là chỗ thờ ba mẹ chú. Ừ, bên này thờ cha mẹ. Mấy chục năm nay là chú không có nhà hay là nhà của chú kia là chú bỏ chú đi? Bỏ đi về nhà với dặn con lấy nợ rồi. Ừ. Ba mẹ của chú ở bên đó, chú có mấy anh em? Anh em còn 5 người. Còn 5 người. Bây giờ không được người nào chứ. À. Chú sống ở dưới này là 3 năm rồi. Là 3 năm. Mưa gió sao chú, người ta có đuổi mình gì không? Đuổi thì ta không có đuổi mà mưa bình thường thì nó không có, mà dông á, dông cả ướt hết trơn. Ừ. Ở đây là dừng bằng cái tím miếng này là miếng gì ta? Simili hay gì? Cái miếng này chuẩn với cái miếng gì của mấy cái hậu chợ lớn đó, nó bỏ đó. Con lấy ngoài kia là có bóng đèn là chú truyền điện ở đâu? Cái trong cái bình này. Cái bình nào chú? Bình 12 trong này nè. À, cái bình trong đó hả? Rồi kẹp vô cái đó đó. À. Có được cái điện thoại bán với số dư thì mua được cái điện thoại kìa. Ừ, điện thoại này nhớ cháu nó cho tiền mua. Nơi đèn này nó mới cháy nè. À, cái bình ở trong đó ha, biến điện lại ha. Cái này nó phá điện ra nè. Dạ. Cũng đầy đủ hết à, chỉ thiếu cái nhà thôi à. Thiếu cái nhà. Chú có nhậu nhạc gì không? Không, nghỉ nhậu mấy năm nay đâu có. Mấy năm nay. Ở trên này là ngoài cái ở trên cái gầm cầu ở trên này á thì dưới này là một cái bùng của chú thôi. Nói chung là mưa nó không tạt thì cũng đỡ. Cái mùng này nó cũ quá rồi. Dạ. Rồi chú tắm rửa sinh hoạt ở đâu? Xuống sông tắm. Xuống sông tắm à? Kinh ở đâu chú? Kinh đây ngoài đó đó. Ờ, gần đây hơn. Rồi cái này là nước này chú uống hay sao? Nước uống này là chú ở đâu có? Cái cà này là loại đẳng sinh nước đẳng à, từ cái nước mình xả ra hả? Sao mà chú không xả ra? Chú không xả, chú không mua nước á? Mua cái bình nước á? Bình nước bự á? Cái bình lọc, nước lọc á? Mà uống nước cây. Mình uống nước cây của bà đó. Dạ. Xách hết cái nước lại đây, đổ thùng nó xài cho hết. Dạ. Rồi tới ngày đó giờ chú có bạn gái hay là có tìm đến người mới không? Có hồi lần có chồng, có hầu năm ngoái có chồng bà ở bên chợ đó. Mà phải chê tôi nghèo, bà không chịu. Ừ. Bà cũng khổ, bà ở đầu nhà người ta, bà có mình một mình. Mà bà khổ hơn tôi, mà bà không biết chịu tôi. À. Như bà muốn làm thầy. À. Chú có bệnh hoạn gì trong người không? Không. Không à. Có khi nào chú nghĩ là không lẽ cuộc đời của mình sống gắn bó với cái gầm cầu này? Vì hoài sao? Tôi mà... cũng dặm, tôi cũng dám hoài, dám ông bà ở trên có thương tình của nhỏ. Có cho chúng mượn tâm số, cái tôi mới mới lại mua miếng đất nhỏ nhỏ vậy đó. Tắt cái nhà ở chứ đi sao vậy? Chứ giờ bán hàng ngày đây đủ sống không chứ đâu có dư đâu. Mà mua, mà làm. Điều ước lớn nhất của chú là gì? Có cái nhà đó. Có cái điều quan trọng có cái nhà thôi. Nếu không có nhà có cái trại cũng được, nhưng mà áo được rồi. Anh em không hỗ trợ được hả chú? Ừ. Có 5 anh em luôn. Có anh em nữa. Hồi có hồi đó ông già tôi, lúc đó hồi đó ông già tôi còn sống, ông có xin cái miếng đất. Miếng đất cũng đồng đảo nè, ông xin cái nền nhà đó, bà nội tôi cho tôi cái nền nhà đó. Tôi quyền ảo 18 tự do. Rồi quay ngang cái giấy tờ của tôi, cái từ giả cho chú ba tôi. Rồi quay ngang cái thằng em tôi, em con thì con tôi cho nên lấy nó bán đi cây ba vàng. Dạ. Nó lấy bán cây ba vàng rồi cái đầu quay ngang cái chú biết cái chừng mà tôi với tôi lên cho để mấy nhắn em tôi tỏ thẻ tôi. Dạ. Tỏ thẻ tôi nó nói nó anh có hay vậy, nó hay vậy. Nó nói đừng nhờ của anh rồi, thằng tấm đen nó bán rồi kìa. Dạ. Vì thế tôi mới nóng tôi chưa thợ mấy tiếng tôi nói đụng mấy này nhà của tao nó có quyền nó bán này múc nó muốn gì với bạn tao chứ là những cái quyền chứ à. Tôi mới chạy về chú ba tôi rằng tôi lấy giấy lại rằng tôi mới lấy được nhà lại được. Tôi chạy chú ba tôi lấy giấy lại chú ba tôi em giấy nó tiêu. Thôi nên cái chuyện gia đình đó chắc mình qua cũ rồi. Bây giờ mình chấp nhận mình về đây mình sống là mình buông bỏ hết rồi. Thì phải vậy. Ừ.
Có bao giờ nghĩ về sau này già rồi sao không chú? Già phải chịu tội ngay à. Sao chú bán vé số mà chú không mướn nhà trọ chú ở cho nó đầy đủ tiền nghi hơn tí? Dạ. Có đủ tiền mướn đâu. Nếu như mà người nào mướn cho chú chịu không? Mướn một năm chú chịu không? Nếu mà có anh em nào cho mướn cho thì tôi cảm ơn. Cho đồng tiền. Chú bán ngày nhiêu tờ? 120 hả? Bán ngày nhiêu tờ? Bán ngày có 120, 130, 140 còn 6 giá này. 6 giá để con lấy hết cho khỏi đi bán buổi chiều. Đây. 6 giá là lời được 6 ngàn đúng không? 6 ngàn. Hả? Bán ngày này còn dư 60 ngàn đó, bán hết ngày này tiền thầu nè. Tiền thầu 60 ngàn. Bán hết trơn tiền luôn nè. Sao vé này, sao vé lời đó hả? Sao chú bán bao nhiêu vé? Bán cái này có 130. 130 là lời 130 chứ. 130 luôn nữa. Đây. Con gửi cho chú. Quà này cảm ơn con. Khỏi thối cho con. Dạ. Con gửi tặng cho chú chai dầu nè. Dạ, cảm ơn con luôn. Chú sức mỗi khi ấy. Tại con được bạn giới thiệu á nên tình cờ con chạy ngang đây. Dạ. Hồi sớm con không có ấy để mang món quà sẽ ghé thăm chú nữa. Dạ. Rồi ngủ ở đây tối mưa gió có lạnh lẽo gì không? Có gió hơi lạnh hơn. Có khi nào nằm đêm mình tự khóc thầm không chú? Cũng có vậy. Lâu lâu cái là buồn tủi cũng khóc nhiều khi cũng không ham sống. Cũng giái ông bà thương ông bà giái bà cha mẹ có thương bắn dẫn đi theo dầu cho nó khỏe chứ. Gì? Tôi giái quậy vậy, tôi giái cha mẹ thương tôi dẫn tôi theo dầu cho khỏe để sống cái con mình cực quá. Rồi ba mẹ vẫn đi theo không ở như vậy đó. Có khi nào mà vậy giấy ngủ không bao giờ thức không? Nói vậy chứ dễ gì có đâu. Vậy thì có. Có hồi lúc tôi mấy tuổi má tôi về bắt thì tình tình đấy cả. Bắt sao? Bắt tôi mà biết sao tôi nhờ, biết nhờ nhầm, thế tôi cũng có nhà. Thế tôi lại sớm chờ rồi, mà tôi nhờ bà nhà ghẻ thôi, tôi nhờ bà tôi chút queo, má tôi có lên mà chờ rồi. Hồi đó tôi mạnh như trâu, tôi có bệnh đâu. Rồi cũng như cái chổng hồi đó là cái chổng má tôi, bán tôi mới chết. Cái chổng của bà, hồi đó gọi cái chổng bà, tôi mà chổng bà đi buồn á. Mà lúc đó nhà lá và nhà đất nữa. Rồi bà ghé tôi bà gọi trước nhà, bữa đó sao cũng 6 giờ chiều rồi. 6 giờ mấy tôi biến đi chơi đi, bà ghé tôi nói sao bữa nay mẹ đi chơi. Tôi nói thôi bà biến quá bà đi về ngủ rồi. Thì tôi vô đi, rồi bà ngộ chứ, nó chị chứ canh chứ, tôi nói vô buồn tôi nằm. Mới nằm kia được chừng, tôi đổ chừng cả hơn nửa tiếng ngồi. Thấy cục lỗ bánh chà luôn là ngang ngực tôi kìa, tôi ho tiếng ngọt. Ho có một tiếng ngọt thôi. Tôi cứng mình hết trơn luôn đó. Rồi sao bà lại gãi tôi bà chứ sao bà nghe tiếng lọt, tiếng không, tiếng ho lạ bà biết. Bà chạy vô liền. Bà chạy vô bà kêu ông kia vô. Cái ông kia hỏi cái gì vậy, cái bà nói má nó bắt nó rồi đó. Bà biết nghe cái là bà mượn nó ẩm tôi dành trước. Bây giờ bà ông kêu tiếng tôi về. Tiếng tôi về cái bà cũng chưa cho giới tôi nữa nghe. Bà ông biểu tiếng tôi đốt nhàng giấy giấy má tôi đi. Giấy má tôi dầu đi, rồi hạ cạo gió tôi, cái đầu giấy má tôi, thế tôi mới giấy má tôi không. Giấy má tôi xong rồi, bà mới chụp ngay mà cạo gió tôi, tàu rồi, ra dừng lại giáo rồi đó. Rồi cạo gió một hầu, tôi mới tỉnh lại. Tỉnh lại rồi là tiếng đâu cho chấm vô ngủ trong nữa. Không biết ngủ chung giống đi. Tỉnh cho bà không dám vô, không dám vô bắt. Thì ra bắt cái lần đó tới giờ là cũng bắt thiệt nha. Kiểu như cha mẹ thương con cho bắt đi đó. Dạ. Cảm ơn chú luôn nha con. Hôm nay thì con được đến đây á, thì cũng thông qua bạn con giới thiệu thì con tình cờ ghé lại đây thăm chú, được biết đến hoàn cảnh của chú cũng trớ thiêu thai á, khi mà chú phải chọn cuộc sống ở dưới này vì một cái lý do, nó là không còn cái hạnh phúc giống như lúc trước nữa. Con thì không biết nói gì hơn, con chỉ mong cho chú luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, buôn bán qua ngày. Rồi nếu như được á, thì chú trở về lại với con, với những đứa con cái của mình, để sống cho nó cuộc sống nó ấm cúng hơn những cái lúc tuổi già ha chú. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là con xin chào và hẹn gặp lại chú ha. Ở khi nào con lên đây á, thì con sẽ ghé thăm chú ha chú ha. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ.